Trời ơi, bỏ xuống tôi. Hồi sáng á, bà nói với tôi á là bà đi khám thai. Bà đi làm sao, bà dở nguyên cái vụ đoạn màu gì đây vậy? Dẫn về tập văn nghệ, tối nay đón giao thừa, diễn mừng sưng. Nhảy con này rụng bầu luôn quá. Bà ơi, hết chỗ tập là sao mà lôi chỗ buôn bán tập vậy? Lôi bà về đây, đúng không? Tập mệt, hồi mấy bà ăn hủ tiếu nhà mình, bà ăn hai tô. Vậy hả? Vậy, mời vô, mày ngồi. Ngồi đi, ăn chi mà dội mà vàng, mà dấp phải muỗng mà hoàng mấy cái tô à? Chị nha, mấy bữa em ra nhạc dẻo ghê lắm, nhờ mấy chị mà nó sôi động, nó đẹp hẳn lên. Bây giờ em quyết định là sẽ bao cho mỗi chị một tô hủ tiếu, chịu không nè? Dạ, bây giờ mọi người về đi, lát em alo shipper sẽ giao tới nhà cho mấy chị nha. Dạ, chào mấy chị. Trời ơi, dễ thương chưa? Em vô nghe chồng. Ừ. Ủa chú? Về. Chú khỏe không? Nhìn biết rồi. Dạ, chú ơi cho con một tô hủ tiếu, không hành, không giá, không hẹ. Nói chung là nước lèo thôi nha. Tránh ra, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, mọi người cùng nhau vui xuân, mang hạnh phúc cho đời, nhớ không em ơi, mà xây đắm cho người, mọi người. Hát không hay, diễn không duyên mà ra làm rần rần vậy má. Mày, trời ơi, mày thông cảm đi, bây giờ tao ra mà tao không hát là nó trì nữa. Trời ơi, ở đâu tới đây đây? Nè, tao dắt mối tới cho mày. Khách đại gia có nhu cầu đấm bóp. Khách đại gia hả? Đại gia. Trời ơi, đẹp trai quá. Anh ơi, em là massage đây. Massage em có hai loại, thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường là sao? Bình thường nghĩa là 1000 thằng đấm bóp công viên đấm bóp y chang nhau. VIP giang hồ một mình em làm được. Giá cả thì nó phải chăng, anh muốn cái gì? Đây, leo, đây, leo. Bao tao lọt lời. Hãy bao đưa. Đốn lèo nào, ai vào đây bao bà xã Việt, ai lừa mất khăm nhỉ? Đây bà, đặt tay. Nó nói cái gì vậy con kia, chở đâu qua đây vậy? Tao chở trên biên giới Lào vậy. Bữa trước là chở Campuchia là muốn chết rồi, bây giờ chở Lào, bây giờ làm xong rồi lấy tiền Lào sao mà xài? Trời ơi, mày thông cảm đi, bữa nay làm ăn khó khăn, người ta phải lên tới biên giới á, phải không? À, nó về Việt Nam thăm bạn, mà nó nói tiếng Lào tao nghe chữ được chữ mất. Nó nói tao chở nó về cầu Hiền Lương mà tao nghe lộn, sao tao chở về cầu Tham Lương? Giờ không biết sao đây nè. Anh ơi, mắt xa nha, mắt xa. Ai đầy léo ấy kha chào mẹ. Đây. Ok. Rồi bây giờ gói mắt xa VIP của em xin phép được bắt đầu. Không diễn tiếp được luôn đó trời. Và bây giờ tư thế mẹ bồng con xin phép được bắt đầu. Chào mừng anh đến với gói massage của em. Và bây giờ trước khi đến với gói massage, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sau khi Tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám giỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, chị Tấm mới leo thăng thoát thăng thoát thăng thoát lên cây cao, hái những trái cao làm đám giỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất, một người ghẻ ác động cầm cây dao chặt cây cao, làm Tấm té cây cao, té xuống đập đầu cái bao. Má như cái hũ trao, ôi chết rất là tào lao. Nhà vua biết nàng bị chết quan nên lật đàn DJ nhờ trang muôn về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm vô. Mày mắt xa mày đánh người vậy trời ơi. Chụp khả tà lọt đi. Nó phái kìa. Thấy chưa? Em biết cái gu của nó mà. Mẹ gì bà mẹ hoài. Đứng dậy đi. Mình đi. Trời ơi, tao nói mày nghe.
Mày trúng mánh rồi, cái này là 1000 kiếp Lào nè. Cái này là đủ ra Việt Nam 10 triệu đó, nó bo mày luôn. 10 triệu? 10 triệu. Trời, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên xe, lên xe. Lâu lâu như cái ủng hộ em nha. Trời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em mệt quá, có cái gì cho em uống đỡ mệt không? Có. Lẹ đi. Đây. Cái này cái gì mà chua quá vậy? Giấm á. Gì mà cái gì cho tôi uống giấm vậy? Mà dở, giấm có vitamin C. Vitamin C cái gì? Chú ơi. Vậy hồi nãy là con mua hủ tiếu đúng không? Ừ. Đó, bây giờ là tính tiền cho con đi, tiền hủ tiếu nhiêu? 100,000. 100,000 đúng không? Tờ này đổi tiền Việt là 10 triệu. Rồi bây giờ thối con lại 9,900,000 đây. Ở đâu mà thôi mày 9,900,000? Chứ sao? Ông ơi, ngàn kiếp lạ rồi có 2,600 tiền Việt à ông ơi. Cái gì? 2,600. Trời ơi, cái mà khổ quá nè. Anh Dương Làm Lâm như... Đồng Nai ơi. Anh Trần. Trời ơi, cái gì mà thối vậy? Anh như Hàm Hương vậy đó cưng. Thằng Lan tỏa lên. Bây giờ chú đợi ngay đây, chú đợi ngay đây. Gì nữa? Mọi người đi coi bắn phá hoa với con đi. Không có đi à bà ơi. Trời ơi, đi đi, bữa nay em trúng mánh rồi em sẽ bao mọi người ăn uống luôn. Mày xàm quá, mày trúng mánh là trúng cái gì? Trời ơi, thiệt mà, em bán có 10 tờ giấy số thôi mà khách người ta đưa 1000 đô không lấy tiền thối luôn. 1000 đô? Dạ đúng. Trời ơi, 1000 đô là hai mấy triệu lận á. Trời ơi, trúng mánh rồi ngon dạ. Quá. 1000 đô là em biết 1000 đô nè, đưa 1000 đô đây. Vô luôn rồi. 1000 đô là hai mươi mấy. Dạ. Trời ơi. Đầu lòng hay ả tố Nga, Lào đầu là chị, em là Lào em. Trời ơi, sao mà giống nhau quá vậy? Kiểm tra giùm con tôi. Ồ, hai tờ ý hệt. Trời ơi, bị lừa rồi ba. Ok vậy, ra sao vậy? Ăn cho cố vô mập thay, rồi bị người ta lừa. Cái đầu ngu, cái đầu ngu. Cái, cái ngu, ngu, mày cũng ngu á. Mày ngu trước đó luôn á. Trời ơi, bây giờ bị lừa rồi đó ba. Đây nè. Không có đâu, hồi nãy là anh Sơn, anh chở khách nước ngoài là anh giới thiệu bán mối. Đây nè, tôi nói mày nghe, đã ra đường buôn bán thì bà chịu cố học hỏi, con phải học vô. Hả, nhỏ không chịu học, bây giờ bán giấy số, bây giờ bị lừa thấy khổ chưa? Chú nói gì kỳ vậy? Vậy là xúc phạm. Sao xúc phạm? Con có đi học nha. Mày học cái gì? Hả, chẳng những học mà có bằng luôn. Mày đi có xạo, mình đừng nói bằng kiều, không ai cười luôn đó. Cái tao chặn đầu trước luôn đó, không ai cười bằng kiều đâu. Bằng đại học. Mày nghĩ sao mày bán giấy số có bằng đại học? Trời, ở đâu ra? Tại vì em tức thằng lớp trưởng. Tức sao? Hồi đó đi học hả, em không thuộc bài, nó lên nó chỉ vô mặt em, nó nói là học dốt như mày sau này chỉ có đi bán vé số thôi. Nó nói đúng rồi đó. Sai. Sao sai? Từ đó em quyết tâm học thiệt là giỏi. Cái ngày em lấy bằng cũng là ngày em đi bán vé số, để em chứng minh cho nó thấy học giỏi cũng có thể đi bán vé số. Bán vé số là cái nghiệp. Trời ơi. Đúng vậy. Phàm ở đời ai cũng có cái số và cái nghiệp. Hoa hồ hoa bì nan hoa cốt, chi nhân chi viện phương mỹ chi. Không còn con sông nước dâng tràn lên. Mày cái gì, cái gì đây? Mày điên rồi. Ở đâu mà vô hát chéo vô vậy ba? Ta là tinh hoa của đất trời. Trời ơi. Là sự kết hợp của núi rừng và khoáng sản. Thần rừng đã ban cho ta con sò lông. Trời ơi. Thần biển đã ban cho ta con chó phú quốc. Trời ơi. Thần linh đã ban cho ta con bé thần kinh. Ta nói cho người biết, ta nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Ai coi bói không? Trời ơi. Coi bói đi. Trời ơi trời. Coi bói đi nào. Cái gì bói toán không ai tin đâu ba ơi. Giờ mà bói toán ai tin? Ai mà tin nữa. Bói cho con khỏe ấy, thầy. Mày tuổi gì? Con tuổi mèo. Tuổi mèo, mèo là mão, mới gặp chuyện phiền não. Ô đúng rồi, mới bị ngã vậy. Hay quá, hay quá. Thầy coi tôi đi. Tôi tuổi rồng á. Tuổi rồng, rồng là thình, thình là ngoại tình. Vợ ngoại tình nó có bầu không phải của ông đâu. Trời ơi. Hết lượt rồi đi vô. Còn em? Mày tuổi gì? Em tuổi mùi. Mùi, mùi là dê. Dê là BD đó. Chưa bao giờ tao bói cho thằng nào mà tao thấy tự tin như thế này. Thôi im đi. Tất cả đều là ngụy biện, đừng có ai nói nữa. Cho em chết đi. À giờ đứng dậy đi, coi bắn pháo bông với em đi. Tao bắn không mặt bây giờ, mày vô ghé đi. Chú, đi đi, coi đứng pháo bông với con. Hả? Chú. À, tao khỏi ngủ đi. Mày rủ nó tao đi rồi. Cho một tô hủ tiếu đéo quê chú. Gọi gọi đi con. Ê, chú. Nhục nhã thật chứ. Chú. Ăn xong rồi đi nha. Ừ. Tất cả đánh ra.
Mưa thu bay bay ước xe lòng phức vai mềm hoàng. Cái gì vậy? Trời, nó đánh với con không đẻ luôn á. Tại sao mày đưa cái con bé Lào qua đây hả? Mày nói 10 triệu mà cuối cùng đưa ra 2.600 đồng. Tao làm như một con khùng mà cuối cùng lấy 2.600 là sao? Cái gì? 1.000 kiếp có 2.600 sao? 2.600 thôi. Vậy là tao chở nó từ biên giới về đã có 5.200 à? Chết rồi. Trời ơi, hết ngày hết tháng Tết tới rồi mà bị lừa nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Nhưng mà không có sao đâu. Tao giỡn thôi. Nãy giờ là nó không có biết cái giá mệnh giá tiền của mày. Dạ. Nó gửi tiền về cho tao, trả tiền giấy số cho mày nè, trả tiền massage cho mày luôn. Nó bo mày nữa và nó gửi lời thương mày đó nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Thôi đã quá, em nhớ anh Lào quá, nói là em rất là nhớ ảnh. Ừ, sẽ như mai khi chúng ta bên nhau. Đưa mày yêu thương. Thôi đi. Thoại qua 5 câu là hát à? Cho con thêm cá đi chú. Tất cả đứng lên. Turn down for what? Cứ nói hận đàn bà, hận đàn bà. Một mình tôi ngồi trong làm việc cực như một con trâu. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đi đâu thế mặt mày đen thui? Cái này á là con tự con quạ mặt á. Quạ mặt phong cách gì vậy con? Cái này là tông đầu tắt mặt tối đó chú. Trời ơi, con bé này cứ vậy hoài. Hey, ủa sao con Tết nhất tới nơi con về quê đi mà con ở đây hoài vậy? Trời đất ơi, con nói nha, con là bạn của thằng Bần nè. Mà chú bắt con ở trong á, con làm việc quần quật hì hụt như một con trâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi sao con không về con chăm sóc ba mẹ con, thấy không? Ba mẹ con dưới cũng tội nghiệp, lên đây ở hoài thấy cũng ngại. Mà ba ơi, cái này là tại vì Lý nó bạn con ở đây cũng được vài tháng, nó cũng quen nhà rồi. Từ ngày có chú Kim Lý xuất hiện á, con cảm giác như có một người mẹ thứ hai vậy. Thầy mày khùng quá à. Đó, con thấy nè, nay giao thừa cho nên con làm mâm cơm á. Nè, cái món đầu tiên á là món mà canh khổ qua. Canh khổ qua ý nghĩa gì? Tức là những cái khổ trong cái cuộc sống vừa rồi, trong năm rồi là qua đi hết. Món thứ hai đó, nè, đây nè, là món cua Cà Mau. Cua Cà Mau? Cua đực hay cua cái vậy? Cua đực. Sao con biết con cua đực? Bởi vì con cua đực á là con cua 8 cẳng 2 càng, 1 mai 2 mắt, gõ gàng cua trai. Như vậy là đọc bài thơ là mình biết cua đực hay cua cái. Đúng rồi. Vậy mình gặp con cua cái phải phân tích làm sao nè? Ủa đơn giản mà ông nội. Thì con cua cái y chang cua đực thôi. Con cua 8 cẳng 2 càng, 1 mai 2 mắt, rõ ràng cua cái. Hay. Rồi món tiếp theo á là món thịt vịt kho gơm. Thịt vịt kho. Trời. Gì ba? Vịt đực hay vịt cái vậy? Vịt đực luôn. Con vịt hay múa, nó múa làm sao? Nó rụt cổ vào, nó xòe cánh ra. Ôi là la, ha ha, là con vịt đực á. À, con vịt đực nó kêu ố là la. Dạ. Ủa còn cái trái này mà... Trái mãng cầu. Sao lại là mãng cầu? Thì nó mới vô dần với nhau. Ý nghĩa mâm cơm nè, cầu mau qua vịt. Hay quá. Ý nghĩa, ý nghĩa. Nhà ta nói riêng cũng như là cả nước nói chung, yeah, phải gánh cái dịch bệnh mà nó ai cũng khổ hết. Cầu mong phù hộ độ trì một năm không còn dịch nữa. Ai mà đang đói khổ thì ước gì có cơm có cháo mà ăn, chứ thấy tội quá. Muốn cháo, có cháo. Cháo gì? Thì cháo đâu nội, cháu dâu. Cháu dâu là gì? Là cháu dâu. Ê, tao. Bà ơi. Ai dạ, đây? Con xin chào cả gia đình của mình. Con tên là Kim Đào, con là bạn gái của
Ủa? Ôi, chị em nói đi. Dạ, đừng nói đi. Đừng nói đi. Ông nội làm gì bạn gái không vậy? Tại sao vậy? Quỳ xuống. Ông nội. Lẹ. Đã dặn là không được phụ nữ bước chân vô nhà này. Đưa giao phong đi. Chú ơi, đừng mà chú. Lẹ. Chú ơi. Trời ơi. Chú ơi, đừng mà chú. Đưa đây. Chú ơi, đừng mà chú. Chú ơi, đừng mà chú. Đừng mà chú. Chú ơi. Chú ơi, đừng. Đừng mà chú ơi. Đừng mà chú ơi. Ủa mày, sao vậy hả? Tụi bay đánh bóng chuyền hả? Hát lại gia ca của gia đình ta. Ôi đàn bà là những niềm đau. Niềm đau. Đau chưa? Dạ con đau. Đau cho nhớ bà. Hát câu 2. Ôi đàn bà như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Ba ơi, ba ơi, ba. Ba ơi. Con, mai ra chợ mua 1 ký rau muống, 1 ký xôi, 1 ký thịt bò, 1 chai nước tương, trộn lại cho nó ăn. Mỗi khi mà vết thương này ngứa lên, nó rờ, nó sẽ nổi lên 3 chữ hận đàn bà. Không, tại sao vậy? Tại sao lúc nào ông cũng mang suy nghĩ là hận đàn bà, hận đàn bà? Ông cũng biết chính cái suy nghĩ đó đã hại một đời người con gái. Người con gái đó đã định chầm mình xuống sông bỏ lại chồng và con không hả? Hả? Kim Lý. Mai mua. Vô đây chú sức dầu cho. Vô sức dầu đi. Vô con. Ta nói một lần nữa, trong gia đình này, nếu như bất cứ thành viên nào không nghe lời ta, thì ta sẽ chết cho cái con dừa lông. Con chào ông. Ba ơi. Con đây... là ai mà mặc giống con mèo vậy? Đây là bạn của thằng Gấm. Ba má con gửi cho ông Tết Nhất nè, gửi 1 chục trứng để ông nấu chè. Cái này ăn chè trứng năm mới ngọt lắm không? Ba ơi, chắc để con vô con luộc cho ba. Không nha. Được. Chắc chắn trong đây sẽ có trứng cái. Phải đích thân ta lựa những cái trứng cái này và tiêu diệt nó. Ủa làm sao mình phát hiện được ba? Bởi vì nó có cái mèo của nó. Mẹo là gì ba? Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lại lạc, luộc lộc lẫm. Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lộc lộn, luộc lại lẫm lụm lẫm. Ủa mà cứ luộc cứ lẫm hoài sao biết trứng nào trứng cái, trứng nào trứng đực hết? Tao biết tao làm con mày. Phải sức nó mới hết chứ. Chú ơi, con bận áo, chú có sức cho cái áo bằng ngoài mà sao dầu nó thấm được? Cái dầu này hay lắm, cái dầu này ta phát minh ra là có những cây kim ở trong cái dầu này nè. Đó là nó đâm vô áo, rồi cái dầu đi theo cái đường kim nó đi vô trong cái thịt của mình. Người ta mới gọi là dầu gió kim đó con. Ủa vậy hả chú? Ừ. Coi ai tới thăm nè. Anh. Mày là nào? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Em là Kim Đào nè. Trời. Ủa Đào. Ủa sao sao em cải trang nam vậy? Trời ơi, em đâu có biết đâu. Tự nhiên cha với chú đưa em ra ngoài, xong rồi đưa cho em bộ đồ này em mặc nè, rồi kêu em đi mua 1 chục trứng rồi vô đây ông nội mới cho vô nhà đó. Trời ơi, vậy là qua mặt được ông nội hả ba? Mà em có nóng không? Mắt gì nóng? Mắt gì đâu nóng. Ủa sao anh nóng với người ta? Ủa, sao gì? Ủa trời ơi, phỏng lưng cực kìa. Ôi có sao con? Mà để con thổi cho con. Đào ơi, nãy giờ chú thấy gì chưa? Thấy cái gì đâu. Trời ơi, người ta đã cướp đi đôi mắt của tôi rồi. Cái gì vậy? Tiền xuất dầu cho tôi nha. Phát hiện có tổng cộng là 9 cái trứng cái và 1 cái trứng đực mà thôi. Giao thừa rồi, thôi đi về đi. Nè, cầm trứng đi về đi. Ông nội,
Bạn hôm qua tặng quà cho ông nội chưa mời được bữa cơm, ông nội đuổi bạn về ông nội. Giao thừa là cái ngày đoàn viên, cái ngày sum họp gia đình. Con bên dây đằng kia, con đi về đi. Trời ơi, gia đình con không cần con sum họp đâu ông ơi. Sao vậy? Ba má con nói là con kỵ tuổi nên không cho vô nhà. Để bây giờ con qua nhà mình chơi. Qua nhà chơi hả? Dạ. Thôi có được đâu con ơi, đi được, về đi. Được mà ông nội. Con không có qua chơi không đâu, con có giúp được ít trong nhà mình á. Thôi đúng rồi đó ba, nó qua nó giúp đỡ gia đình mình được gì đó ba. Giúp được không? Ông thấy con vậy thôi, chứ hả có nhiều điều mà con biết mà gia đình mình không biết đâu đó. Thôi bạn con giỏi lắm ông ngoại. Giỏi không? Bây giờ con nói thử coi cái gì mà con biết mà gia đình ông không biết. Con biết tất cả những phong tục tập quán về Tết của người dân Việt Nam mình. Hay ho gì ta. Dạ. Đâu con biết gì con nói cho ông nghe coi. Ê gì vậy? Muốn quét nhà phải cố ráng. Mình phải quét vô như thế này không được quét ra. Ủa mà quét vô như vậy là nó có ý nghĩa gì con? Dạ có ý nghĩa là tài lộc sẽ vô nhà mình, không có qua nhà người ta đâu. Tao nói bên này mà. Ông sao bên này nè? Mày cứ cãi tao, nó để bên này đi. Thẩm mỹ ông sao bên này, tao mới đúng nè. Mày sao kỳ quá. Hay quá ông ơi. Trong nhà mà đang gây lộn như thế này ha, mà pháo bông nổ đung 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 đung, giao thừa tới là cả nhà phải lời hay ý đẹp, không được chửi nhau, không được gây lộn với nhau. Tao nói để bên này. Tôi nói là đem qua bên này, có nghe không? Không có được đâu. Ông lì như trâu, mắt ông bị lé thẩm mỹ hay gì? Chắc tao đánh mày quá. Ông nói là như tôi hiền, xin phép giả vô mặt ông một cái. Chắc tao đứng yên. Là cứ như vậy là gia đình của mình ha sẽ vui vẻ đề huề cả năm luôn đó ông. Còn cái gì mà con biết nữa hay không? Trời ơi, còn cái này quan trọng lắm ông ơi. Cái gì con? Đó là xông đất. Xông đất? Xông đất có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người mà đi vô nhà mình xông đất đầu tiên đó là phải hợp tuổi với gia chủ. Nếu không á là nhà mình không làm ăn gì được hết trơn á. Thôi vậy con đi về đi, con đi về đi. Ủa? Con không có hợp tuổi với ông. Sao mà không hợp tuổi? Con tuổi con heo mà hợp cái gì? Con tuổi con rắn. Tuổi con rắn? Dạ. Wow, như vậy là hợp lắm mà nghe. Sao hợp ông? Bởi vì ông tuổi rồng mà con tuổi rắn. Người ta nói là rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc con chủ nhà hôn. Quay nhà hôn. Ai vậy? Trời ơi. Ủa? Ủa? Vui quá trời ơi, lâu quá. Ai vậy? Làm lại. Lạ quá. Mấy. Làm lại lần nữa. Không mệt rồi, mệt rồi. Không quẩn đâu làm ba. Rồi tôi nhận ra đây nè. Ba giỡn. Con ghế tôi. Con người ta nè cũng ôm luôn. Ông ngoại. Con cháu trong nhà. Con heo. Ủa nhà mình đang tích lớn dữ ông. Cũng heo quay nữa nè. Không, con phải con heo. Ông giỡn á. Bạn con ông ngoại. Ủa anh xui hả? Tôi nè. Nhận ông ra mắt mũi tèm nhèm. Ông sao á? Sao đợt trước tóc tém, giờ để tóc dài rồi ông? Để tóc thề đó ông. Ông thề gì vậy? Tôi thề là tôi sẽ lúc nào cũng trẻ đẹp hơn ông. Ông này cứ vậy hoài. Ác dữ à, mấy năm rồi ông có về dưới chơi thăm tôi đâu. Cũng không có cho mấy đứa nhỏ về nữa. Năm nay là tôi coi như là tôi bén mảng lên đây ăn tết ké gia đình mình luôn. Ở dưới là có quà hết nha. Anh cứ vậy cứ khách sáo hoài. Đây, cái này là của nhà trồng được. Chắc chắn ông anh sẽ thích. Cái gì á? Mít tấu nữ. Cái này mít tấu nữ. Nữ ở nhà trồng được ngon lắm. Ui ghét nữ. Rồi không thích mít tấu nữ thì thôi. Thì thôi có cái này cho ông nè. Ở dưới quê làm ruộng không hà, không biết cái gì quý giá cho ông cho nó phù hợp, cho nó xứng đáng. Thì thôi bấm bụng mua đại cái này tặng ông. Hộp nữ trang. Nữ. Nước D 8 ly rưỡi. Nữ. Thôi coi như ông cho con làm cú hồi môn nha. Cái gì vậy? Cái này là tôi tặng ông xui mà. Thằng Gấn nó cần hơn. Nó sau này nó sẽ có gia đình, mình cho nó làm cú hồi môn. Rồi dạ. Thôi đàn ông cũng không thích xe xua nữ trang đúng dạ. Không? Tôi biết ông cái này không có chạy đâu khỏi hết trơn á. Nằm vô tủ như kỳ vô phong mà. Rượu nữ nhi hồng. À vậy được nè, được. Đừng. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Đã biết tôi ghét nữ. Ủa mắc gì ghét? Đem tặng đồ nữ không vậy? Ủa ông mắc cười quá. Tôi ở dưới quê tôi xách nách mang quà lên đây cho ông mà mắc gì ông chửi ông mắng tôi. Đàn ông mà không thích nữ. Bộ ông yếm hả? Dạ dạ. Ông
năm mà để gây lộn vậy là không có nên. Ngồi xuống ăn chung với nhau bữa cơm đoàn viên này có phải vui hơn không? Đúng rồi. Cuối năm mình ăn bữa cơm đoàn viên coi như là chuyện cũ mình bỏ qua xí xói làm quê. Ủa cái gì kỳ vậy, không có ăn uống gì hết trơn á, mắc cười quá. Đàn ông mà sao không thích nữ, mắc mớ gì không thích nữ, không được nói nữ nữa. Nữ ba ngoại ba hay ba, con cũng thắc mắc y chang như là ba vợ con vậy đó ba. Dạ đúng rồi ông nội. Sao vậy ông nội? Nếu như mọi người muốn biết, tôi sẽ thành tâm trả lời. Đó là một câu chuyện buồn. Ngày xưa tôi và vợ tôi yêu nhau tha thiết. Một ngày nọ tôi đi làm, vợ tôi mới đạp xe đạp chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Cô ta đang chạy khát nước khô cổ họng. Thế là nhìn xa xa, cô ta thấy một cái ổ gà chưa đầy nước. Cô ta mới chạy lại rửa chân cho đỡ khát nước. Cuối cùng cô ta lại có thai. Lúc đó tôi đang xét vé thì cô ta bồng đứa con trai đưa cho tôi, và cô ta leo lên chiếc xe đạp chạy mất hút. Tôi hận phụ nữ ngay lúc đó. Đúng là một câu chuyện buồn mà. Nhưng mà ông anh ơi, cái chuyện này cái chuyện cá nhân của anh, thấy không? Chứ anh đâu có thể quy chụp hết tất cả phụ nữ trên đời này là xấu như vợ anh được. Trong nhà không thể nào thiếu vắng hình ảnh của người phụ nữ, nhất là trong những ngày tư ngày Tết như vậy, thấy không? Cho nên là ông bỏ cái định kiến của ông anh đi, phải có phụ nữ trong nhà. Không cái gì à, không. Ba ơi, hai ba ơi, không khí nó căng thẳng quá, cuối năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua thôi. Ăn cơm. Sáng giờ đi xe đói bụng quá con ơi. Dạ mời. Rồi thôi mời cả nhà nha, mời ông anh xui ăn cơm đi mọi người. Rồi ăn cơm. Dạ con mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý, mời mọi người ăn cơm. Ăn đi con, đây nè. Đồ ăn này ngon nè. Nè con ăn thêm. Alo, đi chứ đang có chuyện gì? Xui ơi. Từ đi, hôm nay là ngày giao thừa mà. Không đi anh ơi. Cái chuyện nó để qua được không? Thầy gia rồi, tôi tính sao vậy nha. Thôi nha. Dạ ăn cơm. Dạ mời ông ngoại. Dạ mình mời ba mời chú Kim Lý ăn cơm. Ăn cơm đi con. Mời mọi người ăn cơm nha. Trời ơi. Nhỏ miệng cứ đi. Alo. Cái gì vậy? Đúng rồi, tôi để qua giao thừa đi. Đang ngồi ăn cơm mà cứ gọi hoài bất liền. Thôi nha. Đi rồi đây rồi thôi. Nói hoài thiệt á. Ở dạ, cái nhà ăn cơm. Dạ ăn cơm. Dạ mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý ăn cơm. Dạ. Thôi nghỉ khỏe đi. Ủa mình ăn cơm với nhau bữa không được hả ông anh? Dạ được, dạ được. Làm cả năm rồi đầu tắt mặt tối rồi. Bữa này có bữa cơm đoàn viên thôi mình ăn với nhau mấy phút không được, sao mà cứ gọi điện thoại hoài vậy? Dạ, cầm đũa lên ăn giùm tao một cái. Gì đâu à? Dạ. Thôi. Đánh nó bỏ điện thoại xuống. Thôi bây giờ tôi chơi cái trò này nè. Tất cả điện thoại đưa ra hết. Tôi cũng đưa luôn. Gì vậy? Ai mà có tin nhắn hay là điện thoại gì đó phải mở cho tất cả mọi người cùng nghe. Dám chơi không? Ủa là bí mật đồ bị công khai hết hả ba? Phải công khai hết. Mình người trong gia đình không mà sợ gì. Với lại cuối năm rồi, mình coi như là mình chia sẻ hết tất cả bí mật mình đón năm mới luôn. Dám chơi không? Tôi già rồi có đâu dám chơi. Được. Con cũng vậy, công việc làm ăn không có gì. Đúng là con rể. Điện thoại con cũng sắp hết pin rồi. Rồi người trong nhà chơi hết rồi, người dưng mắc gì sợ? Con có gì đâu để giấu. Chơi. Con xin phép cả nhà con về. Về? Ủa? Sao con lại về? Dạ tại con thấy con không hợp tuổi với gia đình mình. Bậy, con tuổi con rắn, ông tuổi con tuổi con heo. Con heo. Con lương lẹo nha. Con là con heo. Cái nhà này không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra đâu con. Bỏ điện thoại xuống. Cơm đi. Ăn cơm đi. Điện thoại của con kìa. số lạ. Không phải đâu, để con tắt máy. Con à, trước lạ sao quen. Mở máy đi cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ alo, cho hỏi số điện thoại chị Đào mà. Chị Đào cái gì? Anh Đào. Anh Đào. Ủa là anh Đào chứ phải chị Đào hả? Anh Đào nói cái gì, nói nhanh lên đi trời. Dạ, Đào chú chị. Anh ơi em có lô đất ngọt đẹp lắm, ngang 2 dài 4 chiều sâu vô cực luôn. Chiều sâu chiều sâu xinh dương á. Gia đình có nhu cầu không? Em giới thiệu cho, giá rẻ lắm. Xin lỗi em, gia đình chị không có yêu cầu gì hết. Dạ, gia đình anh không có yêu cầu gì hết. Rồi thôi để dành xài đi nghe. Thì, dạ bán đất nền ông ơi ông. Thôi ăn cơm đi. Nó hay vậy lắm. Dạ ăn cơm đi. Làm ông nội tao mà ngoài cơm để nó mất vui. Điện thoại của con mà số lạ chắc cũng gọi lô đất nền nè. Con này vẫn câu nói cũ, trước lạ sao quen. Thì có ở đâu, con không có gì mà, bình thường. Alo bà.
mưa rồi, tôi dắt đi sơm đi mùng một. Trời đất ơi, đi chút tết là cha nhìn lớp nó kêu đứng lại, nó nói lớp vô đó. Ủa là sao vậy? Đàn ông mà đi sơm móng tay lớp vô rồi còn đi cua trai. Ủa vậy là sao vậy con? Con đồng tính. Con ở bên nhà này suốt thời gian qua là vì con thương anh Bần. Ủa chuyện này là sao vậy anh xui? Chuyện này à, dạ cái chuyện này con thấy bình thường mà ông ngoại ông nội. Con thấy bình thường lắm luôn á. Ngày đầu tiên là con gặp chú Kim Lý đi với ba con á, là con đã biết là hai người vậy rồi. Đầu óc tôi nó già rồi, nó chậm hết để tôi sâu chuỗi lại cái sự việc này. Không có ba, con có vợ rồi. Con có vợ, con là con rể của ba. Con có vợ rồi. Là chồng của con Cẩm Ly. Ủa rồi con Cẩm Ly đâu con... Ủa? Ủa con gái tôi đâu ông anh? Mấy tháng trước Cẩm Ly nó về đây không về nhà ông hả? Cẩm Ly vợ con chứ mới về quê hôm qua. Ủa chưa gặp ba hả? Con thấy là chú nãy giờ đây chơi đủ rồi, giờ chú bắt xe chú về giùm con đi chú. Cái gì vậy con? Cái này nhà của con rể chú mà mắc gì con người dân mà con đuổi chú đúng không con? Giờ mà chú ở lại thêm giây phút nào nữa là chết con đó chú ơi. Con mắc cười quá, nhà người ta chơi con đi về đi. Nhưng mà chú đừng có ở lại đây nữa. Lần trước chú ở đây người ta nói chú ăn cắp mấy lít gạo người ta. Người ta nói chú ăn cắp gạo. Trời ơi, con tôi mà, cháu tôi mà. Thôi được rồi, tôi sẽ ra bên xe tôi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe tài nhất tôi về quê liền. Tôi không bao giờ ở lại đây một giây phút nào nữa. Nhưng trước tiên tôi phải gọi cho con Ly con tôi. Ba ơi, đừng mà ba. Đấu chuông, đấu chuông con. Ủa tại sao tôi gọi số con Ly con tôi mà? Trời ơi, bà ơi, không lẽ cậu ông ngoại giết con Ly con tôi để cậu cướp tài sản rồi cậu cướp chồng nó? Cậu nói đi, cậu giết người con của cậu nói đi. Bà ơi, con phải vậy không? Kim Ly, con Cẩm Ly của ba nè ba. Ly ơi, sao mà ra nông nổi vậy hả con? Con xin lỗi ba, tại vì ba lúc nào cũng nói hận đàn bà, rồi hà khắc với con dâu, cho nên con phải cải trang để được gần con. Sao số tôi cay nghiệt như vậy? Tại sao vậy ông anh? Rồi mày có biết cái chuyện này không hả Bằng? Dạ thưa ba con biết, nhưng mà tại vì ba của con khắc khe quá, lúc nào cũng chèn ép vợ con, cho nên vợ chồng con mới bày ra cách này rồi thưa ba. Trời dạ ơi thưa ông nội, con cũng biết cái chuyện này. Ly ơi, ba xin lỗi con Ly. Cũng tại ba ích kỷ, ba hận đàn bà, cho nên cháu của ba, con của ba và con dâu của ba phải khổ như thế này. Ba sẽ không như vậy nữa, ba sẽ không ích kỷ nữa. Bây giờ ông hứa đi, ông phá bỏ lời thề, lời nguyền trong nhà này đi. Tôi hứa, tôi không ích kỷ nữa, tôi sẽ phá bỏ lời nguyền. Thiệt không nội? Thiệt à? Ông nội hứa. Con cảm ơn ông nội. Vậy là Tết này ông nội có cháu dâu rồi đó ông nội. Hả? Cháu đây nè ông nội. Dạ. Ủa, con xin chào ông nội, con là Đào chứ không phải là Đào. Là con là Đào. Dạ. Trời ơi, như vậy là kể từ nay gia đình chúng ta có nếp có tẻ, có trai có gái, cho thuận hòa với các con. Dạ. Ôi kìa, ta phá bỏ rồi. Ta phá bỏ rồi.
Thấy cái đường kẻ này không? Tao không thấy đường kẻ nào đâu. Nè, cái này là khu bên mày, cái này là khu bên tao nha. Đừng có lộn xộn. Cái đó tự mày vẽ chứ ai mà vẽ. Mày cũng ba ga vừa phải thôi. Biết người ta bán bông ở đây thì mày bán bông, mày xuống cái kia bán đi. Mày để kế bên chi vậy? Ngộ quá à. Ai bán bông được thì tôi cũng bán bông được. Lộn xộn quá à. Bán cái gì mà y chang nhau à. Có khách kìa. Có khách. Khách gì? Đại ca Nam Gò Mã tới. Dạ mời đại ca. Tụi bay thấy đại ca không? Trốn đi. Tao ra đây thu tiền bảo kê em kia nó trốn rồi tao thu ai? Dạ em xin lỗi. Nuôi đệ tử vô dụng. Thiệt á coi. Tiền đâu? Tháng này tiền tao đâu? Trời, anh biết em ngồi bán bao lì xì, bán với tiền vàng bạc. Sáng giờ chờ có ai vô mua đâu, sao có tiền đóng cho anh? Không có làm ăn được cái gì hết. Có một chút xíu tiền bảo kê thì không có. Không mày, tiền bảo kê đâu? Dạ em sáng giờ em đâu có bán được gì đâu anh. Thôi giờ không có tiền anh lấy bông được không? Ủa bông giờ cũng nội tao hả? Vậy thôi anh không lấy bông gì thôi anh lấy em nha. Lấy bằng chi? Ai biết đâu. Điên mà khùng. Mày cười ai đó? Cười tao không mày? Không có tiền đi ăn kia. Còn mày? Dạ tiền đâu? Anh thông cảm. Dạo này bán buôn ế ẩm quá, không có tiền bạc gì hết trơn á. Được. Thằng này bán bao lì xì đúng không? Tao không. Mày có rất nhiều tiền. Tại vì thường người ta mua bao lì xì, người ta về người ta lì xì cho mọi người. Đúng không? Dạ. Mày không có tiền là sao? Tiền bảo kê tao đâu? Anh có bị gì không? Bây giờ em bán được bao lì xì thì em mới có tiền chứ. Anh ơi, tội nghiệp đó, anh ơi, nó đâu có tiền đâu. Không ấy à, em còn 70 này, 70 thì mới ra có tiền. Móc xỉa. Móc xỉa. Khốn nạn. Móc xỉa. Quỷ à. Khai chi vậy? Mở miệng thôi. Cái này tao thu nháp rồi nghe chưa? Dạ. Nha. Mỗi đứa chiều nay phải chuẩn bị cho tao 1 triệu. Không có được chấp tao nghe chưa? Không có dẹp đi, đừng bán cái chợ nữa. Đi chỗ khác bán. Anh thu nháp hả? Ừ. Không mấy anh trả lại nháp được không? Tao chém nháp mày được không? À, không được luôn. À, tao chém mày luôn á. Biết rồi. Dẫn mặt ha. Chiều nay tao quay lại nghe chưa? Dạ. Đi bay. Anh Nam à, ba ra mày hay à, mày hay à. Mày ngon à. Nó là Nam Gò Mã. Nó mà đứng lại chút xíu là tính là Nam Gò Má luôn à. Giỡn với tao à. Ê mà tao nói mày nghe là sao kỳ vậy? Hồi trước anh Nam đâu phải là người vậy đâu. Hồi trước mình đói với anh Nam cũng cho mình ăn. Mình khổ gì á, anh Nam cũng cho đều giúp đỡ mình á. Tự nhiên bây giờ á, mình lấy tiền bảo kê mình làm sao? Tao nghĩ là ông có khu khác ông làm ăn rồi. Ông muốn dìm anh em mình đó, hiểu không? Đi chơi cũng được rồi đó. Ê, tao về vậy nè. Sáng giờ bán á, không có khách hàng tới. Mình phải có cái gì đó thu hút khách hàng chứ, đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình phải thấy người ta bán phải có chiêu trò này nọ. Ê mày nhớ ngày trước tao mày từng học cái gì không? Dancer. Chơi. Chuẩn bị chưa? Chưa. 2, 3. Ở đây đi. Hay lắm. Chúng ta đã có được 2 con bướm rồi. Hai con bướm chúng ta rồi, có thêm cái con gì ở đây nữa vậy? Con gì vậy? Khách mua bao. À! Có khách rồi. Nhảy đẹp quá, kinh doanh mà sáng tạo giờ là tôi thích. Dạ vậy hả? Anh mua bông hả? Mua bông. Dạ. Mua bông có khuyến mãi không? Anh yên tâm, anh mua nhiều càng nhiều khuyến mãi càng nhiều chứ. Khuyến mãi gì? Anh khuyến mãi gì cũng có hết trơn. Ví dụ anh mua bông 1 chậu bông đúng không? Anh sẽ khuyến mãi 10 bao lì xì. Rồi. Được. Vậy thì mua bao lì xì? Anh mua 10 bao lì xì anh sẽ được khuyến mãi 1 chậu bông. Tôi thích. Đây à. Bây giờ nè, 1 chậu bao nhiêu? 1 chậu 50. Mắc quá, không thì, được. Thì tao có tính bao lì xì trong đó 10.000 mà. Bây giờ mình đừng tính bao lì xì. Bông bao nhiêu thôi? Bông 40. 40. 40. Lấy 5 chậu. 5 chậu không? 5 chậu đi, 5 chậu 1 2 3 4 5 được không? Được rồi. Dạ. 5 chậu 200 tiền nè. Khùng. Bồ tèo khùng. Tết nhất bồ tèo khùng khùng khùng. Khùng gì? 1 chậu 40. Đúng rồi. 5 chậu 200 tôi lỗ sao? Một chậu 40 nhân 5 bao nhiêu? Tôi muốn chừng nha, không biết nhưng biết lỗ. Lỗ đâu mà lỗ? Lỗ
lâu nào xí gạt à hấp bồ tèo bắt tôi gạt à. Đúng rồi, bây giờ ra đây chỉ cho nè, bây giờ ra đây chỉ cho. Chỉ gì nữa? Là một chậu bao nhiêu? Phải nói chậu bốn chục. Bốn chục thì năm chậu nhân năm lên 200. Đây nè tiền cầm. Có tiền, có tiền làm cha làm mẹ ta hả? Lừa gạt người ta. Không nói nữa, không mua bông nữa. Qua mua bao lì xì. À, bao lì xì là gì? Một bao bao nhiêu? Một bao 10 cái 10 ngàn. 10 cái 10 ngàn, lấy 50 cái. 50 cái đúng không? 50 cái, có đủ luôn 50 cái. Rồi, vô đây. Đây nè. Đủ chưa? 50. Mày mới gạt bạn, mày tính gạt tao nữa hả? Gạt mày đâu? Mười bao mình 50 thì 10 bao 10 ngàn. 10 bao mà mình 50. 10 bao 50 có thối lại 10 ngàn. Hình như vậy á, như tao nhớ hình như vậy á. Tao phải vậy chứ làm sao? Ờ đúng rồi. Mày đứng chứng mày được không dịch hả? Sao dụ tao được? Bây giờ tao không có nói nhiều, bây giờ tao muốn mua bông là phải làm sao? Thì mua bông mấy lần? 5 lần. 5 lần dơi vô 5 lần chứ sao? Trời đất ơi. Làm thì làm. Anh trai à, anh đã bị tụi nó lừa gạt rồi đó. Muốn mua bông rẻ phải qua tôi. Kiếm bói à, kiếm bói. Hay lắm, hay lắm. Thằng này mỗi lần nó bán là nó cứ lắc đầu như mấy thằng ngáo đá vậy. Không những mua bông, em còn khuyến mãi cho anh một điệu nhảy nữa. Lấy hai chậu. Hai chậu? Ừ. Thêm hai chậu nữa. Hai chậu nữa. Thêm hai chậu nữa. Nghĩ đi. Anh mua em 6 chậu em đủ tiền nhập viện luôn á. Mà nhảy đẹp tôi thích nè. Có thiếu mốt làm vũ công nha. Dạ. Anh mua mấy chậu? 6 chậu. Đâu mua đâu. Cái gì kỳ vậy? Nãy anh mới hỏi giá mà. Thì rõ giá mốt mới mua. Nhưng mua giờ mắc lắm. Vậy nha, cảm ơn nha. Nhưng mà nhảy đẹp tôi thích. Cái xóm này là bán đồng, bán đồ mà có sáng tạo là tôi thích nè. Nhớ nha, tôi thích đó. Nhảy đẹp nha. Mày khinh thường tao hả? Hai thằng mày ngon lắm. Tao nói cho tụi mày biết, một rừng không thể có hai cọp, một đất nước không có hai vua. Đúng. Một chợ không có thể hai thằng bán bông. Vì vậy tao tụi với tụi mày phải đấu. Đấu cái gì? Đấu nhảy. Thằng nào thắng sẽ ở lại, thằng nào thua cút khỏi ra căn chợ này. Được. Thì mày muốn đấu thì đấu với mày. Chơi đi, chơi. You know what? Chiều thứ nhất. Để tao. Ok. Mày hãy xem thằng bạn tao đây. Thấy chưa? Mày thấy nó chưa? Cái thế của nó như vậy rất là hay. Nó là người bung ra thôi à, chắc chắn tao nhảy nè. Mày thấy thằng bạn tao chưa? Mày thấy chưa? Mày quay đúng chiều, nó chơi ngược chiều. Tới mày đi. Chiều thứ hai. Chỉ. Wow. Wow. Không sao. Ok. Nó lại lấy chớn nữa. Ok. Tiếp kêu mày. Mày hãy xem nó đi. Chỉ cần sọ chỉ. Sọ, tao ra sọ luôn. Hãy xem cho kỹ. Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! 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 Để tiền. Mày thấy thằng mạng thông minh không? Đâu cần phải nhảy như mày. Vậy thôi được rồi. Tiền chiêu cuối mày. Ê! Hey! Khó quá, mày chơi luôn đi. Xem đây. Ráng đụng được chân nha mày. Trời, biết rồi, để lên, như thế nè. Đau không? Cái gì tao lao? Cái gì tao lao? Tụi mày nhảy nhảm nhí. Tao kêu mày nhảy lên, lấy cái tay đụng cái chân. Mày đi nằm xuống đụng cái chân. Tại mày không nói trước. Qua vòng 2 đi. Vòng 2 thì thế nào? Nói chuyện văn đi. Mà không phải nói chuyện bình thường, mà là rap. Được, rap thì mày mệt mày rồi.
Hãy thể hiện cho nó biết đi. Nghe nè, tao nói cho tụi mày biết, tao đây là danh gáp. Một khi tao bắn gáp ra cứ như là bão táp. Tao là truyền hình vệ tinh, còn tụi mày là truyền hình cáp. Tụi mày chỉ là cổng cáp, để tao là cá mập táp. Ôi, tao cái rap nhảm nhí. Mày chống cái lỗ tai rồi lên cái rap của tao nè. Vô đi bạn đi. 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18. Hay quá. Mày hay lắm. Mày gáp có tính toán. Tiếp đi mày. Này thằng nhóc ác, mày gáp thật là hề. Cái tướng đã lề bề, còn cái miệng thì bị chề. Ha. Rap nhảm nhí, rap nhảm nhí. Nghe thằng nhóc. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một bờ. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một đời. Mày nói đi, mày rap tiếp đi. Tao rap là thầy cô chỉ tao. Mày rap ai chỉ mày? Thấy thua chưa? Vòng ba đi tụi mày. Quýnh lộn. Sao? Đánh lộn mày chết chắc rồi. Mày không nghe câu 2 đánh 1 không chồn cũng què. Tao với mày què đó. Trời ơi, đi nha. Ok đó. Được, mày chết rồi. Tao thằng bạn nó bún ra là mày mệt mỏi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chơi bạn. Mày đưa chuẩn, nó quýt chết. Tao ngồi đây, hai người này bảo kê tao. Ok. Tao khôn lắm, tao khôn lắm. Không sao, một mình tao cũng hạ gục mày được rồi. Ê, 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 lên đi. Nói nghe nè, mày chơi thoải mái đi. Có tao đưa mày vô bệnh viện rồi. Đứng đây, đứng đây, tao mày xem đây. Nè, cái vòng tay này. Cái vòng tay này nhỏ hơn vòng tay của mày, ok. Nhưng mà nói gì con chuột. Con chuột ok, vẫn nhỏ hơn luôn, không sao hết, không sao hết. Thì đương nhiên chỉ một điều thôi. Cái gì? Thua. Thua thiệt luôn. Ta đi nghe. Lỗi mày. Ê thằng kia, mày nhìn thằng này đi, nó đang quỳ trước mặt tao kìa. Mày tính chứ vậy đúng không? Ok, đứng dậy đó. Tao để liêu. Nè, thằng kia, mày lên đây, bắt trước thằng anh hai của mày, quỳ xuống trước mặt tao. Còn mày nữa, mày cứ như vậy đi, mày sẽ sống tốt hơn. Vậy hả? Vậy bây giờ mình chơi nhau trò chơi đi hả? Chơi gì nữa? Đố nào nhảy được kiểu này? Lai muốn nhảy, Lai muốn nhảy. Thế thì nhảy thôi. Mày ngu lắm. Mày thấy chưa? Mày biết tao chơi chi gì đâu? Điệu kế ly sơn á. Anh biết sao hả? Anh biết sao hả? Anh biết sao hả? Mày xin lỗi, xin lỗi. Anh biết mà mày. Xin lỗi, em xin lỗi mà. Em chỉ bắn mông ế quá à. Em muốn dành. Mới về địa bàn mà đặt cơm cháo hả? Chớp chép hả mày? Dạ, dạ không có, không có. Muốn biết đây lần nào hả? Lần nào? Giới thiệu tên cho nó biết. Tao không biết tên tao luôn. Lông mồng gà. Ê, lông mồng gà. Sợ chưa? Dạ sợ rồi. Bỏ nghe. Dạ bỏ. Thôi chứ anh em không mà. Mày về đây bán, của mày bán, của tao tao bán. Không thích nhìn món gì đâu, hiểu không? Kéo quần đi, kỳ lắm. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Mày làm cái gì vậy ta? Nó làm cái gì vậy? Nó đo gan tay à? Anh ơi, kêu kêu hỏi anh coi. Ủa anh ơi, ê ê, một chậu, hai chậu, hai chậu, 100 nha. Đếm đường đi. Nguy hiểm quá, anh muốn làm gì ta? Đi tới rồi anh sẽ làm gì nữa? Móc súng. Không, gãi thôi. Nó gãi mà nó làm hết hồn. Móc cái gì vậy? Em vô đi. Nó kêu đồng bọn. Nó kêu đồng bọn tới luôn hả? Chết rồi. Chỗ nào? Dọn hết ra đi. Đúng rồi. Ai trái cây ơi? Mang ngũ quả đi mấy anh chị ơi, mang ngũ quả đi. Trái cây đi mấy anh. Lấy
Mà thấy ghê vậy, sao làm thấy ghê vậy? Không, hai vợ chồng em mới dọn tới đây, trời mới dọn được cái sạp. Dạ. Giúp đỡ tiền. Dạ dạ dạ. Cái cày ngon lắm, tươi lắm, tươi lắm. Chứ lại vậy em. Nhưng mà tại sao lúc nãy vô đo gan gan là sao? À, em đo gan này coi cái hoa này tầm nhìn có bị che cái sạp của vợ em không? À, có cái quan trọng mày mất mớ gì mày đứng đây rồi. Mày đi qua thôi, mày làm gì rồi, đi ninja gì chơi ghê vậy? Em coi cái tầm nhìn khách hàng anh, tầm nhìn khách hàng nè. Nè đi là thấy cái quầy vậy em liền, hiểu không? Đó em quay ngược lại là y chang. Hay không? À vậy đó hả? Giúp đỡ vợ chồng em nghe, mới tới có gì vô. Bán đi, vợ đâu có sao. Sao đâu, thoải mái đi, ở đây. Dạ dạ, cảm ơn, cảm ơn. Mang dễ thương quá hả? Bán đi mình, bán đi mình. Thấy có vẻ nhộn nhịp chắc có tiền rồi đúng không? Dễ cây, dễ cây anh. Dạ. Mới dọn lên bán hả? Mới dạ, dạ. Tiền bảo kê đâu? Dạ. Anh ơi, người ta mới dọn tới, người ta chưa bán. Bày chẳng rồi tụi khác. Đi ra. Anh giờ không lựa. Ông ấy lấy trái cây giờ cúng nữa. Dạ, dạ. Tao không có lấy cái này nha. Tao cần tiền bảo kê. Ủa, anh là ai mà tiện vô có tiền bảo kê tụi em vậy? Đó. Đây là anh Nam Gò Mã đó. Bảo kê khu này. Dạ. Mày nghe chưa? Dạ. Anh. Dạ, dạ. Liệu mà đưa tiền bảo kê không nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Anh Nam à? Sao? Ở đây tụi em buôn bán. Mày có chưa? Không có lời bao nhiêu anh Nam, đừng có làm như vậy. Có chưa? Tụi em thực sự là chưa có bán được anh Nam à. Không có tiền đúng không? Dạ không. Không có tiền đúng không? Dạ không à. Đúng rồi. Không có tiền đúng không? Dạ không à. Anh Nam à, Anh Nam à. Dục hết, phá khu chợ đây. Đừng anh Nam. Không có tiền. Chứ anh đâu có phải là con người đi đâu. Tao tính gì vậy rồi sao? Anh mày làm gì nữa, đừng có chết anh em coi. Tao anh mày làm gì tao đó. Thôi, đây. Đây ông kìa. Đây ông kìa. Đây. Muốn chết. Đừng lại. Tại sao? Tao có cho mày quýnh không? Tại sao quýnh không? Sao? Anh xin lỗi. Tụi bay đánh tao hả? Nè. Đánh tao là phải chết, đánh cho chết nghe chưa? Còn đánh tao mà để tao đi cấp cứu, tao trở lại, tao quậy tụi bay tiếp. Chứ anh có phải con người vậy đâu. Tại sao giờ anh em chủ quán vô có lời đồng cắt bà đâu đâu, anh phá là sao? Bởi vì ta không muốn tụi bay khổ nữa. Anh nói vậy là sao nhá? Tụi bay nhìn cái chợ đi, tụi bay nhìn cái chợ đi, người ta đã giải tỏa hết rồi, người ta đưa qua khu chợ mới, tại sao tụi bay không qua? Tôi không muốn qua thì giờ tôi quyết cái chợ này, tôi quyết cái anh em. Anh làm quên rằng một điều, chính anh, chính anh đã dẫn tụi em đến đây, tập tụi em bán buôn, tập tụi em sinh sống. Bây giờ anh nói vậy là sao? Với lại bên cái chợ bên kia người ta thu tiền cao hơn bên đây, làm sao tụi em có tiền á anh? Anh nhìn đi, có ngày nào tụi em bán được không? Được, tất cả tiền này là tiền thu bảo kê từ bữa giờ. Cầm đi. Qua khu chợ mới mà bán. Tụi bay còn trẻ mà, tụi bay còn sức khỏe mà, tại sao cứ sợ như vậy? Cứ bán như vậy. Tao sống bao nhiêu đời người ở đây, tao biết tức ở đây mọi người sống không khá nổi. Tao nói được rồi, tụi bay muốn đi ở tùy tụi bay. Anh Nam, anh đi đâu á? Tụi em đi đó. Tao không đi được, bởi vì ở đây tao còn vợ con tao nữa, tao không bỏ Mạnh Đức này được. Còn tụi bay còn trẻ, tụi bay nghe tao đi, tụi bay đi qua đó đi. Anh Nam à, hôm nay là đêm giao thừa, sáng giờ tụi em không bán được bao nhiêu á, anh ráng anh giúp cho tụi em bán chút xíu nữa, ráng kiếm tiền để cúng giao thừa nha anh Nam. Một đêm cuối thôi. Được. Rồi, vui lên rồi đi. Ai? Đây nè, bây giờ có bông hết rồi nè. Ai? Có bông hết rồi trơn nè. Đây nè, bông nổ không có sao hết nè. Trái cây mình ơi. Đây nè, đem ra cuốn bà đi chứ, đem ra cuốn bà đây nè các bạn đó rồi. Đốm nhang đi nè. Đây có cái gì chơi cái nấy thôi anh em ơi. Tao có hùng cho tụi bay một thứ, nhưng đêm giao thừa đây là cây pháo bông để đón giao thừa.
Nào, đốt lên đi. Giao thừa mà báo chàng trai nhìn em là sai. Chị em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô là là mẹ còn cảm đấy mà. Ô ô là là ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ dẹp luôn đi. Mẹ hát hại não luôn đi. Hát chứ con hại lợi luôn à? Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Ôi, cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá, lại nó không dám lấy. Tôi chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Thôi thôi thôi, mẹ thương, mẹ thương nà. Mẹ thương nà, con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi 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 thôi, thương nà, thương nà, thương nà. Tin của mẹ nà. Nói cho mẹ nghe đi. Ai, ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà đốt rồi. Thầy ơi, thầy ơi, bà cám, bà cám. Bà con gái mà có ác quá vậy? Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi, trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Mày đã chuồng heo ở với mày. Như mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Tàn thân thân đi cũng cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi. Bóng rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con thử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. À, không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. À, không con... phải. Không có ai dám đẹp bằng con. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng con. Trời ơi, dối lầm quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội mình không chỉ mặc đồ đẹp. Dạ, mình con... không chỉ hát hay. Mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Nhảy đi mẹ. Nhảy đi. Rồi nhảy. Rồi tới chừng nào? Cởi thẳng rồi mẹ ơi. Anh đã tạo lỗi lỗi gì mà ơi. Quay đi mẹ. Quay đi. Quay đi mẹ ơi. Quay đi mẹ ơi. Quay đi mẹ ơi. Bắt ơi.
con đá đẻ ra mẹ. Bà nấu cả không phải ra cho cây. Bước dài với mày nha. Bỏ với mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao ơi, tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi, trời ơi, trời. Tài ơi, ngó xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè Tài ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ, mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không dễ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè. Chị Tâm kỳ lắm. Ủa Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị ấy mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho chó mẹ? Không. Cho chó cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải, chị Tấm ấy, chị ấy giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị ấy giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cắt ra. Mẹ làm con gì? Cắt ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám đi, bà cám. Tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết con cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi. Nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi. Bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao vậy con? Ngốc mẹ ơi. Mày nấp đi. Nằm mạnh này đi thốn nha. Bóng ơi, bóng. Chị Tâm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tâm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nó sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng. Bang là bang là bang là bang. Bóng xà bang là bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ à, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang 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 bang. Đâm bang quá mẹ ơi. Bóng bóng bang lên cơm dậy cơm bạc nhà ta chứ cơm hỏng cháu qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi hả? Mẹ bắt cho nó đi mẹ ơi. Để mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu chết luôn cái lần này. Bắt đi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ai, con ơi. Con ơi, chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cá sấu. Ơi, mẹ ơi. Ôi, chết rồi. Ơi, rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Oh,
Thế là mẹ ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là Bé Bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao? Đánh nó. Đánh nó. Cười Xuyên Việt phát hành bộ phim Độc Cô Cầu Dược, người dịch Thế Tiên Bá Khánh Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Giang Bánh Bèo, với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Tụ đang điên âm dương hòa hợp long lân quy bổn bụng thiên thừa dẫn dẫn quá mất khôn thăng thiên. Hey! Hey! Sư huynh, sư huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey! Hey! Đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À xin lỗi hiền đệ. Hey! Hey! Sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp, và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại sư phụ. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ, Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ấy dạ sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ. Ta nói sai người phải cãi. Ai bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư dạ. Phụ có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, giờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha ngươi là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. À, rồi làm à. Sao? Rồi cha ngươi à, thưa bảo tá, thưa bảo ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha ngươi cũng chết trong cô độc. Ngươi muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công
thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ, sư phụ. Sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản, ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay à, sư huynh ạ. Sư huynh, hãy cho đệ đi cùng sư huynh. Đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Trời út cha, cha. Đệ mà huynh cũng giết, huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, Độc Cô Cầu Dược. Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy Độc Cô Cầu Dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm, nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi! Thật ra, môn phái mà gian danh thiên hạ, đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đô. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đô, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi. Em không buồn nữa chị ơi. Là môn phái gian danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái Nói Mi. Ông Huynh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ai chà, ông Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Cái không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ai chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà đã không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây da, phái thiếu nhi xin chào phái Nói Mì. Phái thiếu nhi xin chào phái Karaoke Ôm. Phái Karaoke Ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái Nói Mì. Ây da, phái Nói Mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê, nhìn đi. Cái gì? Mặt trời đã lên cao, bình minh lên rồi, gà trống đã gáy, trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. Được. Ê! 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 Ê!
có bằng chải không có kem mà cho xin một miếng được không? Nay da tôi tự xài đi xin cái gì, trời đó coi ai quên à, có thể cho mượn cái đầu nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó bà. Vậy thôi cứ đánh kem không được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy hồn. Ây da, thấy hồn. Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt đó, nó cay là nó chết thôi. Ai thì nó cao thủ là cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ây da, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi, ai hết tay trên của ta? Người hết tay trên của bái nó mì không ai khác chính là độc cô cầu dược. Ây da, là ai? Là ai? Ây da, các huynh đệ à, hình như là có thích khách đó. Phải rồi. Thích khách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tuyệt chiêu của bái nói mì ta. Tuyệt chiêu mì dân sen. Ai da, mì dân sen là cái gì? Mì dân sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Ai ai sắp hàng kìa. Yeah! Xích vô chút nữa. Ai làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nha. Ai da. Ai da, thiệt là ai chơi, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da. Ai sao mà được hả? Thôi tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân. Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ là gì. À, đúng rồi. Ba đại môn phái nhì mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó hả? Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ây da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Ở qua bịt mắt giùm coi nè. Ây da, cầm đây, bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử đi, thử đi, thử đi. Ai đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Đối mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? À, một đồng. Ơ, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó ra chi vậy hả? Chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáp được chứ. Bây giờ đổi đi, đợi chút xíu, để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền đâu hả? Chị này, tiền nhiều quá đi hả? Có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền, để giải thích một chút xíu. Giải thích sao đây? Quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại. Phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao xài tiền polymer đó. À đúng rồi, hợp lý hả? Lý à, hay quá, hay quá. Sẽ bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Một tờ. Đây, tất cả mọi người hãy tập trung. À, tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi. 500 ngàn. Ôi dạ. 500 ngàn. Một tờ em, một tờ lại đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi ạ. Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Ôi dạ. Không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Ở cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng xê, cá xê phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, tiền mà hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó là thời điểm này, sao có xài polymer được đâu hả? Ây da. Ây da, trả nè. Ây da, trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cho tao đi hả? Cái này mũi này còn yêu nghề nữa. Ok đi, Ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Đúng rồi. Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận người làm đệ tử. Ở nhà ngày hôm nay là những đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi. Ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi à? Còn có cách rồi, hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Bây giờ không thề. Được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, nó cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Sư phụ bị máu chó uống vô là sủa gâu gâu đó.
sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem cô đây. Ai da, con cái kìa. Trời ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ai da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ai da, ai da, rồi mày chém nó hả? Ai da, ai da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Không ơi, còn khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. À, dạ hả? Đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái show đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo. Mình không chơi nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? À? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Trò có gì cách, đây? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. À cũng được ạ. À cũng được đi. Ây da, xin giới thiệu với ba sư phụ. Đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7-7-49 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. À. Nó không được đâu. Phải nói mì ta uống rượu là rụng lông mi đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là đành mạnh. Chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sao uống rượu được hả? Em chưa 18 nữa mà. Các sư phụ thật là nhát quá. Đây bây giờ, bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đây ba? Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm thịt hình như là trong tủ lạnh đó. Ừ, vậy hả? Anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bôi chắc ở trong tủ sắt đó hả? À, được, đưa. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi. Có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, sao mà xỉn đó. Ây da, đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì vui? Trò chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu xỉn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? À, bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? À, được, được, bây giờ con bị trước cho tại con ra đó. Ồ, sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Sai rồi. Ơ vô bị đi. Bị đi mà. Ê vô bị đi. Thôi vô liền luôn đi. Hai mấy mão khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống màu lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ai ta? Ai làm vậy? Sai rồi. Ai da? Thôi không đánh đi. Ai da làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai da đâu hết rồi, đánh đi mà. Sao hồi hộp quá vậy? Xây tăng đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh cùng gian ân u cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ở chơi nữa đi con à. Chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ây da. Các sư phụ, cái tên tiểu tử núi này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó. Đúng rồi, đúng không có trí tuệ nữa đó. Ây da, hôm nay ta đã hứng khởi dừng chào, ta quyết định sẽ dạy cho con một tuyệt chiêu võ thuật bí truyền. Cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên Ô Vào Quyền.
Âu và quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Dạ. Ví dụ đánh con một cái, hai. Nó không đau. Nó không đau đúng rồi. Âu và quyền. Ây da, cho tôi lùi lại. Ây da, cho tôi lùi lại. Ây da, cho tôi lùi lại. Thì là hay quá. Hiểu chưa hả? Dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi, sư phụ đánh con thử đi. Âu và quyền. Ơ đau quá, đau đau quá, ôi da đau quá. Thôi đi. Mày múa giả chân hả? Đụng tao cái đi. Sư phụ à, sư phụ, thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản chuyển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ok đi. Có một lần nữa ta hỗ trợ đến Âu và quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho coi đó hả? Bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Cha. Ở trong mặt quá à. Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Melotovisamin Covisacura Zidana Tumatit Tumatit. Thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? Loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, à, tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta không khách sao? Chờ. Cuối cùng ta đã có được bí kíp võ lâm. Ta đã có được. Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi đắt đó. Ừ. Xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu. Ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm, ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta Mai Siêu Cu Te. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê à, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử và bái phục sát đất. Ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tay võ tàu lao như vậy chứ? À, đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết được chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công.
Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình, và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được. Không được. Ngươi sẽ trả giá. Và ngươi là kẻ phản diện. Không được. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? À, chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì anh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì là hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim nọ đó là khó diễn lắm. Khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích. Anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao cười. Nhưng mà em diễn á, cái kịch bản này xung quanh á, là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó, họ cũng giỡn. Khánh cũng giỡn là nói tiết tấu lên, tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó chứ giờ chị trả mấy trăm ngàn. Chị sai lầm rồi. Chị biết giá em rồi. Để rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi, nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách là thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt, mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó, chị rất là vui. Và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em. Khi mà bước vào thi cái vòng này, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm phải không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok, thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi, anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều. Và cũng không quên, cảm ơn Khả Như, cố vấn của em, đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4, 5 giờ sáng tới 4, 5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em mà, tại vì em mập mà. Cho nên em giận, lâu lâu em vận động, em đuối. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Đúng dạ, rồi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khái Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, Như coi Như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa, Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn chồng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cửa Xuân Việt á, mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng. Rất là mệt, mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Dạ, anh thật sự đã rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn. Cảm ơn tập đạo diễn Diệp Tiên rất nhiều. Và số điểm của thí sinh Tuấn Anh sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Đình bên nợ yêu nhau, về với em anh còn nợ gia đình, bên gia đình bên nợ yêu nhau.
Chi. Chi à? Chi ơi. Chi à con ơi. Con trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Ba tả cho con hơi ấm của mẹ đi mà. Hơi ấm hả? Đây nè. Bây giờ nè, nếu mà ba để cái tay vậy nè nha, ba thổi thử nha. Con lạnh không? Lạnh. Lạnh hả? Bây giờ mình thử tưởng tượng mà có mẹ nha. Đó, có mẹ nè, đưa cái tay đây nè. Đó, mẹ mặc áo mẹ che lại cho con nè. Hết lạnh chưa? Vậy ha. Vậy ba ơi. Hả? Ba tả cho con khuôn mặt của mẹ đi ba. Đợi ba chút xíu. Đợi chút xíu. Nhìn nè. Nhìn thẳng ở đây nè. Con thấy mắt của con đẹp không? Dạ đẹp. Con thấy mũi con đẹp không? Đẹp. Con thấy cái miệng con đẹp không? Đẹp. Tất cả những cái nét đẹp trên mặt của con á là mẹ con đều có y chang vậy luôn á. Thiệt hả ba? Thiệt mà. Vậy bây giờ ba cổng nó đi đi ba. Bây giờ ba không có cổng được đâu hả? Sao hồi nhỏ ba thường hay cổng con đó? Tại vì hồi nhỏ ba lúc đó ba còn có sức khỏe. Bây giờ ba sao? Bây giờ sức khỏe ba vẫn còn tốt. Vậy nếu sức khỏe ba vẫn còn tốt, vậy ba cổng nó đi. Không con ơi, bây giờ vậy nè. Nằm xuống đi, nằm xuống. Nghe lời ba, nằm xuống đi ha. Mình ngủ để ba vô ba lấy cái gối cho con nằm ha ha. Ủa sao ba nói? Nhìn vô gương là sẽ thấy mặt mẹ mà. Mình muốn nghe ba ru quá. Mẹ. Cô Thảo mà chi? Không mẹ. Cô Thảo nè chi? Không mẹ. Thì mẹ. Mà thôi, chi làm cái gì vậy? Thôi để cô Thảo ru cho chi ngủ nha. Dạ. Còn cha còn mẹ thì thơm, không cha không mẹ, không cha không mẹ như đường đất dây. Em làm cái gì để làm cái gì? Anh không cho em quan tâm anh là vì chuyện sức khỏe của đôi anh đúng không anh? Mà như chủ phòng trọ đã nói cho em biết hết rồi. Mấy tháng nay sức khỏe của anh yếu lắm, là vì anh cứ đi bán máu hoài à, để lo tiền chữa bệnh tim cho bé Chi đúng anh không? Anh đã nói với em rồi, chuyện này là chuyện của gia đình của anh mà. Nhưng em quan tâm anh và bé Chi là vì em coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ coi em là người trong gia đình hết. Về đi. Chưa bao giờ một lần nào trong cuộc đời anh coi em là người gia đình cả. Thank you.
thường. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng bóng, những con đường quen lối đi mà đầy năm yêu đó. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm. Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón. Biết nói gì đây hỡi em mà sao nỡ đành. Ai bán méo không? Ai bán méo nhân đạo không? Ai? Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hê, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi. Bây giờ mình tiến hành luôn nha. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây đây. Đúng rồi. Chết rồi. Không sao. Bình tĩnh nghe. Rào. Anh muốn nói gì? Nói. Đâu vậy? Bà chủ ơi. Bà ơi. Trời ơi, bà chủ mình đi đâu? Mình đi đường đó vậy? Ủa tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu tao đi chứ trời. Bà ơi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa. Đi vô đây. Dạ. Uống Thảo hả? Trời ơi, Thảo bữa nay bị ông chết gì bự dữ mày? Dạ, mày đi qua đây tao nói nghe nè. Không phải Thảo đâu. Ủa sao con bạn mày đi theo mày hoài vậy? Dạ. Cái này mày sao vậy? Đi ra đây tao nói nghe nè. Dạ đây. Bé ơi, em buông Dũng ra chị nói chuyện coi. Đừng có kéo nữa là nó đưa cái mặt... Mặt gì? Cái mặt tình cảm hai đứa đó. Trời đất ơi, cái mặt tình cảm gì bây giờ? Buông ra tao nói chuyện. Buông ra thôi. Cái thằng này, mày tới mày mua máu nữa rồi phải không? Ôi, mày bị biết nó tao liệu nghe mày rút cái sợi dây này ra chết nó hay sao? Hả? Cái thứ quỷ yêu của mày sao đuổi hoài mày không đi vậy? Minh Dữ! Cái gì? Mày ra gặp bạn mày kìa! Bán đồ, lo bán đồ, đổi địa điểm ế gần chết, gần kêu mày... hoài vậy? Con nào bịt đầu như mới bị chụp ổ xong vậy? Có cần ra mượn cái hình tộc vuông caro che mặt mà trước khi lên báo không mày? Dạ thôi ra cho em lại. Trời ơi, mà tóc dài mà để đâu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng hả mày? Sao cái thứ mày ác ôn vậy? Nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nó nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng nữa mày. Mày biết để tao chửi mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Lẹ đi. Nè cái thứ của mày nghe. Mày phải để cho nó bị bắt chứ mày làm gì nó hại biết bao nhiêu người rồi. Bắt cái gì? Bây giờ bắt nó mày mai mốt người đâu nữa mà tôi bán máu. Ủa tao có cho mày bán máu không Dũng? Mày bán riết rồi mày nghĩ coi mai mốt con của mày chưa hết bệnh nha mà nó còn sống còn mày chết ai nuôi? Tôi không cần quan tâm làm cái gì, chuyện gia đình tôi tự tính. Kệ mấy người, về đi. Kệ đi. Sao mà đánh nó vậy? Tao kệ mày được, tao kệ lâu rồi Dũng. Hai cha con mày ở đây, tao có lấy một đồng nào không? Tao kệ mày được, tao cho mày bán mạng ngoài đường rồi. Mày kệ đúng không? Tao bỏ chứ vừa lòng mày. Tôi không cần đâu. Ê, sao vậy? Sao con ngồi? Con có sao vậy? Sao nãy giờ con không ngủ đi? Hả? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè. Nghe ba nói nè. Bằng mọi giá làm gì cũng được, con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì ba làm cho con nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng cổng hả? Hôm nay ba khỏe lắm, con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên. Lên đi, lên đây đứng. Bà cổng con nha. Cổng.
cổng con đi. Khỏe lắm, giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè, ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử nè, thử đi một vòng nè. Đó, thấy ba khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê ê. Chị. Ồ, ngủ gục hả? Không được nghe chưa? Dạ. Ngồi đây đi. Hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi. Sao? Tự nhiên hôm nay con bắt bà cổng đi vòng vòng vậy? Ba ơi, hồi nãy con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa? Con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, tú mẹ nhỏ nhỏ con. Tóc mẹ thì hơi hơi dài dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc thì dài thiệt, nhưng mà mẹ con cũng cao cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa, con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó, chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu. Yên tâm đi. Ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo. Dạ anh ơi. Không phải yên tâm đi. Ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác, không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết. Tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi hả? Dạ yên tâm đi, ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài, lỡ ba mà có chuyện gì ba không biết con phải sống sao nữa. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Ba đã làm hết cho con rồi mà. Con gái à. Ba
em anh ơi. Cái gì vậy? Mày ngon mất dạy. Trời đất ơi, bà nội ơi, bà ngủ ngục mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con ơi, sao vậy? Hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dạy, con ngủ mà nó là chết, trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói, ngày mai bà sẽ mua con thỏ bông cho con đúng không? Con thỏ bông, ngày mai đi, ngày mai bà chắc chắn là bà sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi, nha nha nha, đợi chút xíu ha. Con ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc giơ giấc giơ hơn, trời ơi. Chú Dự. Quỷ, đâu rồi? Con rồi. Ê. Đi, ở nhà nè. Chị ơi. Cô Thả. Chị định cho anh một điều nè. Chuyện của bé Chi, em sẽ lo được. Tại vì em luôn coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Ê. Ê con. Ê con chừng té đó. Nặng lắm đó con. Qua đây ngồi nè, qua đây. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, hãy cố yêu thương đời. Dù đời không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai không vương tin yêu đời, dù đời chi yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Người ta có tiền, người ta mua nhẫn đẹp. Ai như tôi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhân cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Thấy mẹ có vẻ ứng lòng. Em ơi, anh đâu có ngờ tình ta như cánh diều bay. Gian dối nhiều. Tôi tặng cho anh cái bộ bà ba nè. Nè, cảm ơn nha. Tự nhiên tặng cho anh vậy? Thì tôi thấy anh có một bộ đồ à, cho nên là tôi tự tay tôi may tôi tặng cho anh đó. Mà kể từ rày anh đừng có qua đây nữa, là má tôi á không có cảm tình với anh, mà tôi á thì không có muốn cãi lời má đâu, cho nên tôi tặng cho anh bộ đồ này á cũng coi như đây là lần cuối cùng tôi với anh gặp nhau. Anh đi về đi. Em có thương anh hay không? Không. Tao tìm hiểu kỹ rồi, nhà bà hai luôn rất giàu. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cắp được, biết chưa? Biết rồi. Mày vô trong canh chừng, nhanh thôi.
ra. Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt đai tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm diễn nụ cười? Có ai đây không? Cho tôi xin một chút tiền. Mấy đứa ăn mày mà làm hết hồn hết vía à? Ủa mở chi mắt công? Đi đường này cho nhanh. Ui mày quá, nhanh lên nhanh lên. Đứng nó canh, đứng nó canh. Bây giờ bây giờ. Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt dài tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm viên nụ cười? Ơi ơi, có ai có xin chút tiền cho xin chút tiền đi. Ê, đứng lại mày. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo. Dạ. Lên đây má biểu. Có chuyện gì má? Má nói với con rồi, mấy đứa nghèo á, nhiều khi nó xấu tính lắm, nó hay ăn cắp lắm. Đó, má ra đây, má thấy nó ôm hai bao gạo định đi đâu đó. Bởi vậy ta nói cái xóm này hổm rài ở đâu á, mất gà, mất vịt, ai biết ai ăn cắp, ai về là mày á hả? Sao anh lấy đồ của nhà em vậy? Anh không có lấy. Mày không lấy chứ ai lấy? Hồi nãy con thấy có hai người kia kìa chạy vô đây lấy. Cái xong lúc mà người ta chạy vô, người ta thấy con không có lấy nữa. Tại họ sợ là con tưởng họ lấy, họ chạy đi lúc đó con mới lấy. Con nghe nó nói không? Nó nói chính miệng, nó nói là nó lấy đó. Ai không lấy là nó lấy chứ ai mà lấy. Mày đó, lúc nhà mày cháy, bày đặt á hả, lao vô cứu cha cứu mẹ. Rồi cha mẹ mày, mày có cứu được không? Sao giờ mày không lo cứu bản thân mình đi? Con đó, từ rồi má cấm nghe chưa? Ở trong nhà cho má, khi nào mà có lệnh má thì mới được bước ra ngoài. Đi vô. Có tiền của má đâu con? Dạ con nghe nè má. Ê, thằng kia, nhớ mặt hai đứa tao không? Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt vai tôi. Mày làm gì vậy? Tao không có mù. Giận mặt với tao hả? Dạ không có. Mày có biết là tại mày cản đường hai anh em tao. Dạ. Mày thích cản đường hả? Không có. Cản đường hả mày? Cản đường hả mày? Lấy bao gạo. Nhanh hả mày? Ê, ê, ê. Bao gạo có tiền, bao gạo có tiền. Lấy tao hả? Đánh chết luôn. Có người. Đi đi. Có người tới kìa. Có người hả? Nè, nhớ mặt tao, bớt lo chuyện bao đồng đi. Dũng, cô xin lỗi con. Má ơi, cái bao tiền của má nè, sao anh còn vẫn ở đây? Sao tôi nói anh đi đi mà sao anh còn chưa đi? Anh đi đi. Đi đi. Còn anh thấy má tôi ra đây rồi không? Má, thôi mình vô nhà đi má. Ôi, cửa tim em bằng vàng. Anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi anh. Bây giờ á, tôi cho cậu quen con gái tôi, rồi cậu có cái gì cậu lo cho nó không? Bác nhìn con đi bác, em nhìn anh đi. Từ ngày cha mẹ anh mất đi, trên mình của anh không còn cái gì ngoài ghẻ hết. Hả? Không, mày giỡn tao hả? Con nghèo lắm bác ơi. Con không có tiền gì hết đó. Anh nghèo nên chắc nhận kim cương.
tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhân cỏ tặng em coi như bó ngỏ. Thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Má tuyên bố kể từ ngày hôm nay không có ai khóa hai trái tim của hai đứa nữa. Nhưng mà cho má hỏi một câu, rồi ai khóa trái tim má? Bà khóa chứ ai khóa mà hỏi. Hả? Tìm em ai khóa để anh lành. Xin cảm ơn một tiết mục rất dễ thương của Tuấn Dũng, Lý Thu Thảo. Ai làm hóa trang cho em hay và Dũng? Dạ, cái này tự, cái này làm thế nào? Chị tự làm. À, dạ. Cái đó là đắp mặt thôi. Dạ. Cái này là cái lớp mặt nạ ở dưới, còn trên là mặt khác. Chị Cẩm Ly ơi, thấy chị đang hình như hơi đau đầu. Không, tại vì nó có nhiều cái khó hiểu quá cho nên chị hơi bị lung tung chút xíu. Cái đường dây kịch bản của mình á, mình xử lý nó chưa được khéo cho lắm, nó khiến cho cái mạch cảm xúc của kịch đó nó bị gián đoạn. Chẳng hạn như là bà mẹ xuất hiện là lúc tình ngay Lý Giang, Dũng bị phát hiện như vậy. Bà mẹ mắng một hồi xong rồi bà mẹ lại vào bên trong và để lại hai cái bịch tiền đó luôn, không quan tâm, cửa nhà cũng không đóng lại luôn. Mấu chốt giống là bà mẹ quên đóng cửa. Chạy chương trình là như nào? Có đóng cửa mà hôm nay quên đóng. Hoặc là hôm qua làm là cửa cuốn. Tôi thấy Thảo ơi, Thảo có một giọng hát quá hay. Em cất lên giọng hát em nó lồng lộng, nó căng tràng. Và anh thấy theo cái tai của anh thì anh thấy em hát ở cái tầng cao cho đến tầng thấp nó đều rất có cảm xúc, rất là hay. Thế nhưng nó lại đối nghịch với cái phần diễn của em, đang trong một hoàn cảnh là em phải đứng đối diện với nhân vật để em diễn tả cái tâm trạng của em, thì em vẫn phải ăn gian mặc ra phía khán giả này một tí. Có khen có chê, mình giữ những lời khen để có tinh thần, nhưng mà những lời chê đó sẽ là hành trang ở những vòng tiếp theo. Dạ, mà chủ yếu là về cái cổng. Thí dụ mình để cái chi tiết nuôi thằng chó bẹt rê thì biết đâu là đã đỡ được cái cảnh này rồi, đúng không? Chỗ áo bà ba mà chị chơi thằng chó nước ngoài không chị? Diễn viên thì họ sẽ quên thôi, mình diễn sẽ có chi tiết mình quên thôi. Nhưng mà nếu mà chương trình đầu tư luôn hẳn một cái cửa lùa chẳng hạn thì sẽ khó quên lắm. Cứ người bấm cái tuốt nó chạy cho chạy ra không đúng có quên rồi được. Bình thường diễn viên quên là chuyện bình thường, và MC dắp cũng là chuyện bình thường anh nha. Em nghĩ là Dũng và Lý Thu Thảo nên vào trong để mình tiếp tục thưởng thức chương trình ha, để cho Hữu Tính an lòng dẫn tiếp. Dạ. Vô trong coi chừng anh đó Dũng. Trời đất ơi là trời, ăn mặc gì kỳ vậy con? Mẹ thông cảm, từ sáng giờ thức muộn quá rồi gom thí đồ mặc thôi à. Con gái mà con nết na chưa kịp con. Mẹ nói cái giọng nó con nghe nhức đầu quá à. Thôi bây mẹ nói giọng bình thường là được không con? Đó được đó mẹ. Ờ mà quên đó con. Hả? Bữa nay là cái ngày mà thằng Gia Mông con có mẹ nè, nó được mà người ta tới đây coi mắt ha. Hạnh phúc quá. Kêu Gia Mông ra đây cho mẹ. Kêu nó ra. Mẹ qua đây đi để con kêu anh hai. Kêu nó ra đây cho mẹ ha. Còn làm trai chán chưa một lần yêu ai, vậy mà hôm nay phải lấy ngay một người xa lạ. Con trai. Trời đất ơi con, giọng người ta đang nãy giờ người ta đang sân khấu đang rần, tự nhiên con nhào ra làm trì tiết tấu con. Lòng buồn nhạc có vui đâu bao giờ. Hôm nay là ngày con vừa tròn 18 tuổi và con quyết định con sẽ đi bui. Bớt diễn cái né kép lại được không? Nhìn mặt con xấu lắm, diễn né kép không có ra. Mẹ biết con xấu như thế, tại sao mẹ lại ép gả con? Tại sao mẹ lại bán con? Trời đất ơi, không có một người mẹ nào mà muốn bán con mình hết, con có hiểu không? Mẹ chỉ gả con thôi. Tại vì á là bây giờ nhà người ta giàu có quá mà người ta tới đây người ta hỏi cưới con thì con phải chấp nhận đi. Chứ là cái điều quan trọng là hai cái nhà bên kia đó, một người ở miền Đông và một người miền Tây rất là giàu có. Và con phải lưu ý một chuyện là không phải là vì con đẹp mà người ta thích con, mà điều quan trọng là tại vì con hợp tuổi người ta. Hiểu không? Chứ con không có đẹp được, mà mẹ nói cho con biết nha, con vô nhà người ta là con sẽ được sung sướng. Tóm lại là ngày hôm nay nhất định con sẽ phải đi bụi. Con không thể lấy người con không yêu được. Con vẫn quyết định là đi bụi. Đúng.
Trói lại. Cái gì đây? Trói lại liền. Trời ơi. Sao mẹ này trói con? Trời ơi. Làm rồi. Trời ơi. Trói nó lại kìa. Trời ơi. Lẹ lên. Là nghĩa ra mẹ đẻ con ra đừng đặt tên con là Gia Mông, mà phải đặt là Gia Môn bất hạnh. Gia Mông à, Gia Mông, mẹ là mẹ của con mà, mẹ sẽ làm tất cả mọi điều để con được hạnh phúc. Ý mẹ, mẹ ơi, khách tới rồi kìa mẹ. Khách tới rồi hả con? Dạ. Cho khách vào. Dạ, xin mời hai trinh nữ Anna đi luôn và Anna đi xa nhập môn. Vô tới rồi. Lẹ lên, muốn chồng quá rồi. Ê da, chồng tao đâu? Quá! Nguyên cái gia đình rải gột vàng mà giật như cô hồn vậy trời. Trời ơi, nó vàng làm sáng mắt lên rồi nè. Nè, đi đâu đây bà chị? Lâu quá không gặp ha. Đi lấy chồng. Hả? Bà đi đâu đây? Cũng đi lấy chồng. À, tình địch à. Ngưng. Ủa hai bà đang làm gì vậy? Chạm cán. Hai người đang đổi hung khí cho nhau. Xe thì có thể đổi, nhưng chồng thì không. Nhất định hôm nay ta phải lấy được chồng. Bây giờ làm sao? Muốn chồng đúng không? Không. Đúng. Tao thèm chồng. Rồi ok. Hai người thèm chồng đúng không? Không. Tao muốn chồng. Rồi ok, hai người muốn thèm chồng đúng không? Oh yeah. Hai người muốn thèm chồng thì hai người cứ việc đấu giá con tôi đi. Vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Gia nhân đâu? Dạ. Lấy miếng dán ra cho ta. Dạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đây là một tấm ván. Chúng ta sẽ dùng vàng chọi vào tấm ván này để làm tấm ván bể ra làm đôi. Đội nào chọi bể tấm ván đầu tiên, đội đó sẽ là đội chiến thắng và giành lấy quyền cưới con trai của ta. Hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Hai đội vào vị trí 3, 2, 1, ném. Hết vàng. Sao tấm ván còn nguyên vậy nè trời? Trời ơi, đã nói là chọi cho tấm dáng mà cứ chọi, chọi với người ta không hà. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua vòng thi đấu thứ nhất, bất phân thắng bại, và chúng ta sẽ đến với vòng thi đấu thứ hai. Một vòng thi đấu rất cân tài, cân sức, kính thưa quý vị. Vòng thi đấu thứ hai được mang tên rút ống thở. Rút ống thở tôi có thể sống trong vòng 1 phút. Rút ống thở tôi có thể sống trong vòng 1 phút 30 giây. Ráng tôi cũng được 2 phút. Ráng tôi được 2 phút 15 giây. Mời bạn rút. Mời bạn. Mời hai bạn. Mời hai người rút ra nè, nói cho dễ. Có gì rút cái ống ra không luôn làm khó dễ nhau, bực bội ghê con ha. Trời đất ơi, có gì. Mấy em rửa hình thờ cho chị. Trên chiến xe tang vui lắm chiều này, cô gái đi luôn đi mãi chẳng về. Vâng, như vậy là người chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay chính là bà Anna đi luôn. Ông thở tao đâu đây nè. Sao rồi? Kết quả ra sao? Bà là người chiến thắng. Yêu Nguyên à? Chính xác. Chồng tao đâu? Đưa chồng nó ra. Mấy đứa, đưa con hàng ra mắt. Không, con có thể lấy cô gái mà con không yêu được. Không, con... Trời ơi! Bà ngoại chết rồi, bà ngoại hiện về cứu con, bà ơi! Bà ơi! Tới để cưới chàng. Vợ anh đó anh hai. Vợ của con có con trai ơi. Hàng tới rồi, cho hung cái coi. Từ từ, đỡ, đẩy. 1, 2, 3. Trời ơi, đỡ ta lên. Đỡ cái nữa, đỡ ta lên. Đỡ ta lên. Trời đất ơi. Vô vị trí. Ráng nè. Vô vị trí. 1, cho bằng được. 2, 3. Vô. Không. Bên kia lộn rồi, sát chính vô. C-
không? Nãy đang slow motion tới cái đoạn hôn nhau rồi tự nhiên ba lật rồi. Ba rụng luôn rồi. Ê. Ôi thần linh ơi, bà ngoại chết rồi. Mẹ ơi. Ô ba chết rồi. Giờ sao vậy? Kiểu cấp cứu đi trời. Không, chôn luôn đi. Cấp cứu. Cấp cứu đâu rồi? Rõ, xung quanh, cạnh dưới đỉnh không, rõ. Mục tiêu 1200m. Sẵn sàng. Quang. 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 Không, súng cạnh của anh đạn rồi. Xe tôi bị hư ạ. Dạ đề nghị mấy anh cho tổ kỹ thuật xuống giùm em ạ. Dạ nhanh ạ. Thôi khỏi kỹ thuật, tôi làm được không sao đâu. Dạ khỏi anh. Dạ tôi em có người sửa rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cần phụ dụng nhân. Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt. Anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ alo. Dạ em đang nỉ mấy anh đó anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ em đang nỉ á. Alo. Mất sống luôn à. Vui lòng vừa dạ mày chưa? Gì vậy? Mày lúc nào cũng làm lố trơn trời á. Lố vậy? Trời sáng giờ nọ mọ sửa dép tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ phải xích xe đạp, muốn gắt ông nội. Thôi, thiệt với mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây về sau á, anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì trơn trời á. Rảnh không? Đang rảnh. Chưa dùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa dùm đây, đứt qua. Anh em mới đã bắt tôi ra sửa hả? Mày kỳ của anh không, em mà. Vô đạo hầm. Nhà ơn, anh em không mà nhá. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng đem về theo chiếc khăn tay, chí hồng thêm một chàng trai, chí vàng thêm một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi mày giết ta rồi. Lâm ơi thôi chết rồi. Ôi trời ơi kiểu này thôi chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi ba ơi, cơm là cơm thiêu chứ khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đào mi á. Trời ơi cái khăn thiêu bờ thơ của ta đang này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi tưởng bản củ chương không chớ. Củ chương cái đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà trừ mới rút ra mới thiêu hai con vịt từ làm rang mới đền cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè. Bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại cái khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi. Ta đọc đạt bài thơ.
ố anh rách chưa? Áo nó bị ố nè. Mình không có mấy ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó chết dai. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè, miếng giá đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đằng cái quần, chứ không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn, rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta này với ta này nấm nè. Rồi nấm. Nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn chừng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ táo quân dài thòn vậy, sao mà kết đây? Cuối này mình phải theo mình trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ làm bật gió dùm gỗ nè. Biết rồi nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Úi da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cọng chỉ nè em cắn ra để tiết kiệm, hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Ủa thật, nhậu mi, nhậu mi, nhậu. Nè, nhậu. Làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi, mới kén hùa đó mới được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng. Mệt quá, có gì đâu. Làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc, khóc nói, ta nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào là nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Lắm à. Anh biết ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Để tâm đó mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao gì? Em anh nín đi. Hey. Ôi cho tôi. Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Không, anh có nói hai đứa. À lại là cái con yêu vậy. Anh ơi đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lũng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, xe tăng rồi phải không? Xe tăng cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Cháy xuống đây nè. Xuống đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì sao bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao, ý kiến cái cò gì? Hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếp sáu người ta nói đúng không sai. Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ê, mày nói cái chuyện lạ đó mày. Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe re. Ơ dè phơi nén giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng. Tôi ngồi trên nóc nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Đúng rồi đó, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo. Vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có trơn trọi rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Có hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liêu lo 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 cánh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời con thôi nha, đường đến ngôi trường. Ê ê ê bé, khúc này là mi sinh đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày tiêu mùi giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm đâu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin
xin đi. Đồng đôi ơi, cho nè. Không có cái gì thì tránh ra, mày mà lao cả tao la la la. Đồng đôi ơi, xin hãy cho em coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế trên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nho nhỏ thôi, không sao hết. Cái này là võ pháo à? Võ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sợ. Hay quá luôn, hay quá. Bớt lốt, bớt lốt, lốt, lốt. Anh khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen. Khen kỳ vậy? Trời, thiệt làm lố kìa thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Trời, ở Paris. Thì anh là con Lai hả? Lai, Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ủa Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta, mới bị lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cái cùng quê Mỹ đâu? Bà Điểm. Sao mày không nói Bà Đen luôn đi? Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn rứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chát luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Anh nói em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi, trời vậy, bất kỳ vậy. Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi con khỉ, bạn gái em tuổi con heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Con khỉ con chú heo con cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh thầy ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà cái con, mày không biết thơ coi để tao chỉ cho nè. Dạ. Mày lồm thơ mà mày cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nãy thôi nhưng mà mày lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn. Đúng. Mày vớt lại con em mà trả thù lòng. Trời ơi. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà mấy giờ thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Trời ơi, chắc vợ anh đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý, miệng em cười nhưng quá hí đường trời. Tiếng em la như AK mẹ lửa. Chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Trời đất ơi. Mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy. Vậy đặc biệt sanh ra một thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em, em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu. Hồi tuần rồi á, anh có dạy em ship là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ ship cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng mới á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Thì bây giờ dép anh đứt là lấy mang đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Dễ thương quá. Tên nó ăn gì mà nó còn là thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cộng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của Nhạc Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây đưa thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh làm vậy? Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy?
có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Con xét anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhung. Ủa ra nghe không đặt mà hắn ngồi buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mặn như vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu, đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi, tao viết một cái bế tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ hay ha. Hay quá ha. Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian, phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ rồi, trời ơi. Cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi, tiếp theo nè. Đọc, đọc đi. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống hai lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh nữa đi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiền việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh ơi. Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn, giỡn. Mày quy nè, mày nghĩ sứ, mày biết cái tính nó rồi mày chạm khon đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha. Để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu? Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi, các đồng chí á, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng á, hòa bình sắp đến rồi. Và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng mình đi đâu? Nhanh lên! Sao rồi? Alo! 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 Không nghe gọi Cú Long! Không nghe gọi Cú Long, nghe rõ cho lên! Cú Long nghe rõ! Cú Long nghe rõ! Không được đâu.
như vậy rất là nguy hiểm. Tôi đã lệnh phải đi. Không được. Anh ơi Chạy nhanh lên, lắp vô vào. Có mục tiêu cây cầu, cự ly 2000 mét. Bang. Báo cáo, mục tiêu đã bị lệch, phải nâng tầm lên mới bắt được. Chị nâng tầm. Anh đời ơi, anh đời ơi, anh đời, mặc dù cầu đã sập, nhưng không lâu nữa, chúng đã tràn sang thôi. Mọi người lùi về sau, bảo vệ người dân, để tôi cản hậu. Anh đời ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đời ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lên. Anh đời à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây, nhanh lên. Không, em không nghe lệnh. Đưa anh đội xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra Sơn. Sơn. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đừng an toàn đâu. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Xung phong. Chiến đấu cùng với các đồng chí.